sau khi chúng ta vẽ hình xong rồi, bây giờ chúng ta đi đến phần chi tiết từ cái mắt, mũi đến miệng, xem các cái độ tương phản sáng tối làm sao. Đây là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ chi tiết về cái phần cái mắt trước tiên. Về cái phần cái mắt thì bao giờ anh có vọng mắt, chúng ta nhìn thấy cái mắt anh người mẫu, anh thể hiện rất là rõ giữa cái phần xương sọ, hốc mắt, mũi, miệng và cơ má, chúng tôi nói là rõ cho chúng ta nhìn thấy. Thế là đuôi phần mắt, chúng ta nhìn thấy khi ánh sáng hắt từ bên đây, bên tay trái qua bên tay phải, chúng ta thấy là cái phần mắt bên phía bên tay trái của anh, cái phần đuôi mắt của anh hơi đậm lại, chúng ta thể hiện cái phần đuôi mắt đậm lại. Cái phần đuôi con mắt chúng ta thấy cái ve đuôi của anh thì to và đậm. Đây là phần mí mắt của anh cong xuống, còn cái phần mí mắt trên của anh đi đây cũng mở lên. Ở bên trong con mắt này, chúng ta thấy là cái phần đầu mắt của anh, cái dòng trắng bao giờ cũng đậm lại từng tí một tí một. Trong đây phần này phần bọc mắt, phần bọc mắt của anh là mắt của anh sâu, phần dưới chúng ta nhìn thấy phần hốc mắt. Thế thì chặn lại cái phần này cho các em dễ nhìn. Đôi mắt sau nó xuống rất là rõ. Từ cái phần đôi mắt này mà hất lên trên lông mày, chúng ta thấy phần hốc mắt này trên lông mày phần này đậm hơn, phần này đi đậm này. Phần lông mày của anh ấy phần trắng, từ đuôi lông mày chúng ta thấy phần xương của cái vỏ má lên đây, chúng ta sẽ thể hiện cái phần chán của anh. Nếu như chúng ta vẽ bằng than thì chúng ta có thể đi nhanh hơn, nhưng là cái bằng chì nó đi nhẹ để tạo ra cái lớp da thịt của anh ấy nó mịn bóng, nhưng mà vẫn tạo ra các cái nét chì. Chúng ta không được đi, nếu chúng ta di mạnh quá chúng ta sẽ tạo ra cái đường lớp bóng của chì, cái chì nó bị lì thì chúng ta không đánh được. Trong cái môn vẽ chân dung thì chúng ta nghiên cứu rất là kỹ về cái phần xương, phần cơ của trên cơ thể con mày. Trên đây chúng ta thấy phần hốc lại phần động lại xuống bên dưới, bọng mắt bên dưới, rồi phần sống mũi rất là rõ. Ở đây chúng ta thấy cái bỏ mắt của anh ấy là cái tối đậm này, và xuống dưới gò má, cái phần gò má của anh ấy cũng rất là đậm xuống phần má. Rồi phần cánh mũi, phần cánh mũi của anh cũng rất là đậm. Rồi phần cánh mũi này thuộc về phía bên tối, đến cả cánh mũi ở phía bên tối xuống đến đây, cho nhìn thấy cái cơ miệng của anh ấy và cái nhân trung. Chỗ này chúng ta thấy các phần nhân trung hơi gò lên ở phần mũi, chúng ta thấy đến cả gò lên phần mũi xuống ở đây, chúng ta thấy phần cơ mép. Cơ mép thì sao? Phần môi bao giờ cũng đậm hơn so với tất cả cái màu da ở trên khuôn mặt, giống như là có mắt thì môi trên bao giờ chúng ta cũng thấy đậm hơn so với môi dưới. Tại môi trên là cái phần gập vào nên là chúng ta đậm cũng là cái đậm. Ở đây tôi thể hiện cái bài này nhằm mục đích cho các bạn đi ôn thi, nên là tôi vẽ bình tĩnh bằng bút chì, bằng bút chì và thể hiện từng bốn mảng một, hướng dẫn cho các bạn biết là kỹ về từng mảng trong cái môn vẽ. Thì môi dưới chúng ta thấy đậm, sau đó đến chân môi dưới, trên môi dưới chúng ta cũng thấy đậm dần vào, xuống đây chúng ta thấy cơ cằm cũng đậm. Cằm của anh này rất là đẹp, cằm trẻ và đậm.
Vậy thì chúng ta đã đưa lên một loạt từ trên mắt, mũi cho đến miệng, thì ở dưới đây chúng ta thấy cái phần mũi này, chúng ta thấy phần dưới miền trung của chúng ta chưa có động nó. Rồi đây tiếp. Thế thì đã mắt, mũi, miệng chúng ta đã lên được một cách sơ qua về tổng quát về cái tổng. Từ bên đây chúng ta đẩy sang bên đây. Bây giờ chúng ta nghiên cứu tiếp từ cái xương gò má. Phần thái dương của anh ấy. Từ thái dương này. Đẩy ra bên ngoài này. Đẩy lên phần xương trán. Xương hộp sọ. Từ đây ra cái gò má. Từ gò má chúng ta thấy à phần từ đuôi mắt. Hướng xuống bên dưới chúng ta chẳng. Chỗ này chính là xương gò má. Từ xương gò má chúng ta thấy vào trong má bằng đôi mắt đóng thẳng xuống dưới một vệt sáng nằm ở đây. Đó chính là cái chỗ gồ nhất lên của cái má. Thì ở chỗ má chúng ta thấy là cái thế này nhẹ nhàng. Từ cái má đó chúng ta thấy dưới xuống để tạo ra cơ má. Xuống này. Chúng ta thấy cả cơ má. Bắt vào đâu? Bắt vào xương miệng. Bây giờ chúng ta so sánh giữa phần má và phần tai, chúng ta thấy phần tai rất là tối so với lại phần má, nó đẩy lại phần tai để cho cái phần tai xa. Theo như má cơ bản thì chúng ta có từ gò má bắt lên 1/3 của cái tai, chỗ này chính là cái phần xương của gò má bên trên, còn từ cái 1/3 của cái tai và hướng tới bên dưới đó chính là xương quai hàm. Thì xương quai hàm của chúng ta chính là cái xương quai hàm tối thôi. Và đằng sau tai cũng tối xuống. Sau tai tối xuống đầu chúng ta đẩy nhẹ vào dưới lái tai bằng bên dưới cái phần đó là cái phần xương cổ và chặn lại lấy cái xương bả vai. Phần xương cổ chúng ta để ý ở đoạn này, chúng ta là cái phần xương cổ tối hay là cơ bả vai tối thì chúng ta thấy phần xương cổ là tối tại những cái phần tối. Ở đây chúng ta sẽ phần má cũng động lại cũng được kia tốt. Xuống đây chúng ta sẽ phần xương hàm. Chỗ này chính là chỗ điểm hầu và xương hầu của mình. Thì từ cái phần xương hầu này chúng ta gắn thẳng lên trên bắt đầu từ cái điểm này chính là xương cơ bản. Trên cái phần mắt này chúng ta và trong cái mắt chúng ta thấy bóng đỏ của mắt ánh sáng hắt qua, bóng đỏ thì đỏ nhưng đỏ trong cái mắt trên phần mắt sang tới mắt bên đây. Cũng tương tự như mắt cả cho nên nhìn thấy phần đuôi mắt. Trong đây là mắt. Phải làm tách riêng giữa sống mũi và từ sống mũi mà hắt lên tới trán cho nên sống mũi 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 sáng hơn còn má sống mũi 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 sống mũi
xuống đây chúng ta nghiên cứu tiếp, cũng giống như bên đây chúng ta lấy dấu từ bên đây sang bên kia lấy dấu từ. Ở đây chúng ta thấy phần má, thì ở đây chúng ta thấy phần cơ má này tối lại, còn cái phần vọng mắt này hơi sáng. Đây là bên ngoài, chúng ta cái phần má vì ấy cong sang bên kia lên, bao giờ cái phần má chúng ta cũng bị hơi đậm ở bên dưới một chút. Bây giờ chúng ta lấy gồm chúng ta gồm cánh mũi cho nó từ đó phần nhân chung đi môi. Môi dưới, viền môi dưới, chỗ cằm, chỗ mặt ngoài, cái đại chân mày. Tiếp từ đó đi lên trên, chúng ta thấy phần trán, là của chúng ta vẫn còn sáng. Chỗ này, phần hốc xương trán. Chúng ta có thể đổi bê đi, chúng ta đi tiếp. Bây giờ là chúng ta vẽ đến cái phần tròng đen ở con mắt. Tròng đen con mắt chúng ta đẩy tiếp, đậm một xu nữa. Tại vì trong cái khuôn mặt chúng ta nhìn thấy là hai con mắt, lông mày và lỗ mũi, môi là cái phần đậm nhất ở trên khuôn mặt. Chúng ta lên đi phần đó trước để lấy những ánh sáng nó có mạnh hay là yếu, chúng ta dễ dàng điều khiển hơn. Trong khi chúng ta vẽ, tại thời gian của chúng ta làm bài là lên tới 4 tiếng, mà trong khi đó nếu như hai tiếng đầu mà chúng ta lên sau khi ánh sáng mặt trời thay đổi, làm cho cái ánh sáng thay đổi ở trên mặt người mẫu, làm cho chúng ta không bắt kịp ánh sáng, lúc đó ánh sáng chúng ta sẽ bị loạn, và lúc đó chúng ta rất là khó làm việc đối với những cái bạn mà không quen trong vấn đề về cái ánh sáng, thì bài của chúng ta sẽ bị lâu hơn. Thì ở đây tôi sẽ lên cái phần đậm trước, ví dụ như là phần mắt này, mắt sẽ có phần tròng đen có mặt. Trong đây là mắt nửa bên trên, mắt là âm đậm hơn nửa bên dưới. Ở trong phần bên trong mắt, ở đây chúng ta thấy mi mắt bắt đầu động dần lên, và đây chúng ta thấy bắt đầu có lông mi. Lông mi mắt
phần đôi mắt này cái này. Và bên trên bắt đầu chúng ta quay sang, chúng ta thấy phần lông mày, phần lông mày đi làm sao bên lông mày bên dưới thì mọc hướng quay lên trên đi nghiêng xin với mặt bên trên thì đi xuôi xuống ở đầu lông mày, lông mày sao lông mày hơi dựng lên xuống phần đến hết đầu lông mày, bắt đầu lông mày bắt đầu ngả dần và đi xuôi về phía đuôi mắt. Chúng ta để ý xem là từ con mắt mà lên tới lông mày của anh sẽ bằng cái lòng con mặt đấy không, và về phía đuôi lông mày thì cái lông mày nhạt dần. Và lông mày thì bao giờ cũng thế, nó sẽ có lông đậm lông nhạt, lông đậm lông nhạt. Mình cứ đặt đi sẽ bình tĩnh, mình vứt lên mình hết xuống. Bên đây chúng ta ngoại nhìn tiếp giống như mưa bên đây vậy, bắt đầu là cái mi mắt chúng ta để ý kỹ xem là cái độ dày của mắt ở phía bên đây xem có không. Rồi đến con mắt, khi mà con mắt chúng ta nhìn ở góc độ 3/4 như thế này thì bắt đầu con mắt chúng ta thấy nó nằm hình elip, và con mắt của anh người mẫu này cái tròng đen nó không phải nằm trọn tròn ở giữa con mắt và nằm ở ngập trong hai cái mí mắt, ngập ở trong hai cái mí mắt mà. Chúng ta cũng nên để ý xem là có những lúc mà người mẫu trong quá trình ngồi thì có những người mẫu người ta hay bị ngủ gật tại vì gió mát cũng như là cái thời tiết thay đổi, hoặc là người ta tập trung nhìn lâu quá mệt mỏi sẽ buồn ngủ. Đây này chúng ta sẽ bắt hình con mắt trước rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ con mắt sau, chúng ta sẽ hiểu được ánh sáng mà chúng từ từ chúng ta vẽ thôi. Thì trong cái con mắt ở đây bắt đầu cái mắt bên phía bên tay trái chúng ta sẽ nhìn cái con mắt dễ hơn. Rồi cái mắt từ bên tay trái thì sao đây chúng ta lại tiếp tục thấy lớp phần lông mày của anh ấy. Bắt đầu từ bên dưới hết lên, bây giờ chúng ta nhìn thấy cái đầu lông mày bắt đầu từ đâu, lông mày nó khuất từ trong sống sống mũi lên từ đây lên bên đây cuối của anh rất là đậm. Và lông mày bên dưới sẽ đậm hơn cái lông mày bên trên. Chúng ta nhìn kỹ cái con mắt của anh để xem được chúng ta tiếp. Thì cái phần mắt bên dưới chúng ta để lông mày đậm hơn. Chúng ta nhớ là cái phần viền lông mày bên ngoài này để
cái lồng mày nào chứ này, để cái lồng mày của anh nó mọc và nó chùm lên, chúng ta cũng chùm lên cái phần con mắt của chỗ này chúng ta thể hiện cái lồng mắt đậm này. Đó chúng ta đi bắt đầu đến cái phần tóc và phần trán. Tóc và phần trán lúc này chúng ta thấy làm sao? Tóc của anh chúng ta nhìn thấy cái độ trán đi mà hạt. Trong rồi. Trong rồi đây là cái đó từng ngoài. Trước hết chúng ta lên thể hiện cái độ dày của mái tóc này. Độ dày của mái tóc và cái màu của mái tóc này. Màu của mái tóc. Mái tóc bên đây của anh ấy đến đâu? Chống ở phần trán. Bên đây, từ cái lông mày mà ra đến cái tóc của anh ấy. Đoạn này là cái tóc mày này. Tóc mày. Sau đến đây, để cho nó cái ảo nó xuống những cái tóc mày bắt. Tóc mày bắt này cuối cùng. Trước khi chúng ta vẽ và là chúng ta phải động mắt, khi mà đã có hình của cái tóc như thế này rồi, bây giờ chúng ta muốn thực hiện cái má tối đẩy thêm và sẽ rất đơn giản và dễ dàng hơn. Tài tại vì nó đã có cái phần đậm rồi thì có phần tóc chuyển rất hơn. Chúng ta thể hiện rất là chọc chảo bình tĩnh. Bây giờ chúng ta đi những chi tiết của cái mắt rồi nhé, phần mũi các bạn. Phần mũi thì sao, chúng ta nhìn nó bắt đầu đây. Đầu mũi thì hướng đầu mũi sang xuống phía má, chúng ta thấy mũi sang má tối hơn. Mũi sang đầu mũi rồi sang cái mũi bên kia, rồi chúng ta nhìn cái mũi bên kia, chúng ta nhìn cái cả đậm nó chia. Cao không, nó mũi của anh rất cao. Ở trên và lỗ mũi ở phần này. Đây chúng ta vẫn còn nhìn thấy là gì, là cái phần chân mũi đi vào. Cái mũi bên kia, đầu
tốt. Nhưng mà thấy cái mũi màu bao giờ cũng đậm, tại vì ở trong người thực tế thì cái mũi của họ nóng, cái mũi và cái tai thì bao giờ cái mũi và cái tai nếu như chúng ta vẽ màu thì mũi bao giờ cũng hơi đỏ hơn một chút, màu sẽ đỏ hơn so với màu khuôn mặt, cái mũi là tự nhiên thì người nó mới sống động. Thì ở trong cái bài vẽ chính của chúng ta cũng để cái mũi làm sao cho nó màu đậm đà màu này. Và chúng ta vẫn còn nhìn thấy là mình như đây. Bên đây chúng ta chỉ cần lấy dấu từ bên đây ra. Xuống đây, chúng ta thấy cái môi. Xem là nửa môi bên nào đó. Môi trên nó đậm đậm và giữa môi điểm xuống môi tận môi bao giờ cũng đậm, môi chân ta có như mẹ về một cái môi. Bây giờ chúng ta sẽ chân mục phần chân môi chúng ta sẽ cái phần từ mép chúng ta sẽ ở dọc này, nhưng mà chúng ta nên nhớ là ở phần con trai chúng ta vẽ cái phần tơ này tương đối rõ hơn một chút xíu, nhưng mà ở phần nếu như mặt người con gái chúng ta thể hiện như vậy sẽ bị già, tại vì những cái nếp nhăn đó. Wow.